Hội chợ Tết Xuân Ất Mùi 2015 tại Fairground. Hội chợ Tết thường niên của người Việt tại vùng Bắc Cali tổ chức tại Fairground, thành phố San Jose, bắt đầu từ ngày thứ Bảy 21 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết âm lịch. Từ 10 giờ sáng, đông đảo đồng hương đã bắt đầu xếp hàng mua vé tại cổng, trong khi các gian hàng bên trong đang tất bật trang trí, bày biện sản phẩm để chào đón quan khách. Lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa tại sân khấu ngoài trời, bắt đầu với phần diễn hành, đi đầu là đoàn lân trong tiếng trống múa lân rộn ràng. Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng với lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm, phát biểu khai mạc của ban tổ chức, phát biểu của quan chức chính quyền tham dự, trong đó có ông Sam Licardo, thị trưởng thành phố San Jose. Chị Mỹ Linh, đại diện ban tổ chức, cho chúng tôi biết thêm. Thưa quý vị, Nam Minh đang đứng, chị Mỹ Linh là đại diện của ban tổ chức hội chợ Tết năm nay. Và Nam Minh xin chào chị Mỹ Linh ạ. Và em mới vừa xem cái buổi lễ khai mạc của mình rất là thành công, thì cái cảm nghĩ của chị Mỹ Linh như thế nào ạ? Mỹ Linh rất là cảm ơn, nhất là cảm ơn Việt Today và Nam Minh đã đến với lại hội Tết Fairground năm nay. Và cũng cảm ơn toàn thể quý vị, thì cảm giác rất là hạnh phúc bởi vì mình đã làm rất là cực trong suốt gần 9 tháng. Bây giờ thì mình thấy là đã thành quả rất là tốt đẹp. Thì cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị và cảm ơn trời đất để cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta có một cái ngày Tết mà cái weather là khí hậu rất là tốt. Và chị có thể nói sơ chương trình của hai ngày Tết không ạ? Chương trình của hai ngày Tết thì rất là đặc biệt. Giống như quý vị đang thấy thì là hiện giờ là có cô Việt Nam đang trình diễn, có rất là nhiều các tiết mục fashion show. Ngoài ra là tự nhiên là có một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc để gửi đến toàn thể quý vị, và hy vọng rằng quý vị sẽ có những cái giờ phút vui tươi với gia đình và bạn bè. Sau lễ khai mạc tại sân khấu ngoài trời, đồng hương đến tham dự hội chợ tiếp tục được xem một chương trình ca múa nhạc, biểu diễn thời trang thật đặc sắc tại sân khấu lớn bên trong hội trường do các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn qua phần dẫn chương trình của MC Thanh Tùng và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hội chợ Tết năm nay diễn ra lớn hơn so với mọi năm, với ý nghĩa quan trọng là đánh dấu 40 năm phát triển của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, với hàng trăm gian hàng của các cơ sở thương mại người Việt tham dự. Bên cạnh các ride trò chơi cho các em nhỏ, các gian hàng thức ăn, ban tổ chức còn dựng mô hình làng quê Việt Nam với những ngôi nhà lá được trang trí thật đẹp cho khách du xuân đến chụp hình, đặc biệt là các trò chơi dân gian như chơi lô tô. Phóng viên Việt Today cũng có dịp trò chuyện với những khách du xuân tại hội chợ. Thưa quý vị, bên cạnh Ngọc Thúy là anh Châu. Đây là lần đầu tiên anh tham gia hội chợ Tết tại... Lần đầu tiên cũng tới đây thấy là mọi người rất là vui vẻ, chào mời. Thì nên dẫn mấy em tới hội chợ Tết này để học được cái phong tục Việt Nam của mình. Thưa chị có đến hội chợ Tết tại Fairground bao giờ chưa ạ? Dạ chưa, mới lần đầu tiên. Chị thấy ở đây tổ chức như thế nào? Yes, perfect. Dạ, em đến đây là lần thứ nhì. Cộng đồng người Việt Nam mình ở đây như vậy, em thấy vui, đỡ nhớ quê hương hơn. Rất là nồng nhiệt và có cảm tưởng như là rất là gần gũi người Việt Nam. Chú dự định ở đây cho tới khi nào, bao nhiêu tiếng đồng hồ chú ở đây? Ở cho tới chiều. Dạ. Chứ chiều mới về, coi ca nhạc mới về. Chú thấy người Việt mình tổ chức Tết Nguyên Đán như thế nào thưa chú? Wow, rất là rầm rộ, rất là quy mô. Người Việt mình ở đây rất là chung sức với nhau. Và rất là điều rất là quý của người Việt mình. Ngoài ra, các gian hàng của các cơ sở thương mại còn chuẩn bị rất nhiều phần quà tặng dành cho khách du xuân. Việt Today, VSTV và Việt Shopping có một gian hàng rất lớn ngay từ cổng vào, được trang trí rất đẹp với hoa mai và hoa đào, thu hút rất đông đồng hương ghé thăm với chương trình bán hàng khuyến mãi đặc biệt, quay vòng may mắn trúng quà 100% cùng với nhiều tặng phẩm như báo Xuân Việt Today, lịch của xứ ngôn viên Ngọc Thúy, Wake Up Cà Phê, vẽ mặt, tặng bong bóng miễn phí cho các em thiếu nhi, chụp hình cùng với các xứ ngôn viên Việt Today. Đặc biệt là chương trình game show miễn phí dành cho tất cả đồng hương như chơi đá banh, bắn súng, thảy vòng với nhiều quà tặng hấp dẫn như thẻ ông địa, trà nghệ, các sản phẩm dược thảo của công ty Be Believe. Quý khách chơi thắng hay thua đều nhận được quà của Việt Shopping nên ai cũng vui vẻ và hớn hở. Hội chợ Tết tại Fairground diễn ra trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, thành công tốt đẹp và đã thu hút hàng chục ngàn đồng hương đến du xuân.